Chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng ăn rau này mỗi ngày, tế bào ung thư tiêu biến, hàng triệu người đã khỏi căn bệnh quái ác. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị thân mến, rau khoai lang được biết đến như một thực phẩm rẻ tiền, có lợi cho hệ tiêu hóa. Đây là một loại rau cực kỳ giàu dinh dưỡng, có nhiều tác dụng chữa bệnh tuyệt vời cho sức khỏe. Ở một số nước như là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, khi sử dụng rau khoai lang, họ sử dụng như một loại thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Đây cũng là lý do mà cây rau khoai lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư, hay còn gọi là rau trường thọ. Vậy rau lang chống ung thư như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi qua video của chúng tôi ngày hôm nay. Chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng ăn rau này mỗi ngày, tế bào ung thư tiêu biến, hàng triệu người đã khỏi căn bệnh quái ác. Gần đây, giới khoa học bắt đầu chú ý đến các hợp chất có hoạt tính sinh học trong rau khoai lang nhờ tác dụng chống oxy hóa, chống ung thư, bảo vệ gan, v.v. Rau khoai lang chứa nhiều các chất dinh dưỡng như các loại vitamin B, C, E, beta-carotene, biotin và các khoáng chất như magie, phosphor, canxi, kali, mangan, kẽm, đồng, sắt, v.v. Gần đây, các hợp chất có hoạt tính sinh học trong rau khoai lang rất được quan tâm nhờ tác dụng chống oxy hóa, chống ung thư, bảo vệ gan, điều hòa đường huyết và lipid máu. Theo Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện K Hà Nội, đặc tính chống oxy hóa trong rau khoai lang là nhờ các dẫn xuất của axit cafeoinquinic, quercetin, anthocyanin, v.v. Nghiên cứu trên sử dụng 200g rau khoai lang tím cho vận động viên trong 1-2 tuần. Kết quả cho thấy, việc này giúp giảm quá trình oxy hóa lipid và DNA, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống oxy hóa trong huyết tương. Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy, chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng chống ung thư mạnh với các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IBACP là peptide 16 axit amin được tách chiết từ rau khoai lang cũng cho thấy có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy. Các nghiên cứu trên động vật và người cũng bước đầu được tiến hành để nghiên cứu sâu hoạt tính chống ung thư của các hợp chất trên. Nghiên cứu trong ống nghiệm với dòng tế bào gan bị tổn thương cho kết quả các anthocyanin trong lá khoai lang làm giảm sự tích tụ các oxy phản ứng, giảm quá trình chết tế bào. Thí nghiệm với chuột sử dụng lá khoai lang trong chế độ ăn thấy có sự cải thiện về cấu hình axit béo trong gan. Tại châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Một số nghiên cứu mô hình trên chuột đã ghi nhận tác dụng làm giảm lipid máu và chống xơ vữa mạch máu của lá khoai lang. Cơ chế là do các chất xơ không hòa tan trong lá khoai lang cản trở sự hấp thu lipid ở ruột non. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu axit béo trong ruột. Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglycerid thông qua chất vận chuyển cholesterol và axit béo ở biểu mô. Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ glucose ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào beta tuyến tụy. Ngoài ra, quercetin kích hoạt tái tạo tế bào beta trong tuyến tụy, gây tăng tiết insulin. Kết quả là, con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích, làm giảm khả năng kháng insulin, giúp chống lại bệnh tiểu đường. Tác dụng này đã được chứng minh trong nhiều thí nghiệm động vật. Mặc dù các nghiên cứu trên người để khẳng định các tác dụng trên của lá khoai lang chưa nhiều để đưa ra khuyến cáo và liều lượng sử dụng an toàn, việc sử dụng lá khoai lang làm một loại rau cùng các loại rau khác vẫn được khuyến khích. Tuy nhiên, nồng độ các chất có hoạt tính sinh học khác nhau giữa lá của các loại khoai lang, thời điểm thu hoạch và cách nấu nướng. Trong đó, hấp là phương pháp nấu hiệu quả nhất để duy trì mức polyphenol và hoạt chất chống oxy hóa của lá khoai lang. Ngoài công dụng chống ung thư, rau lang còn có nhiều công dụng cụ thể như sau. 1. Giúp khỏe da, sáng mắt. Theo các nhà khoa học, trong 100g rau lang có chứa 11mg vitamin C. Đây là chất giúp tạo ra collagen, giữ cho da luôn tươi trẻ, săn chắc, căng đầy sức sống. Không chỉ vậy, thành phần beta-carotene,
Lutein và zeaxanthin có trong loại rau này còn giúp chúng ta duy trì đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Lutein và zeaxanthin là các dưỡng chất phân bố rộng rãi trong các mô tế bào thần kinh mắt. Chúng còn tập trung ở khu vực điểm vàng của võng mạc. Chúng làm nhiệm vụ lọc ánh sáng xanh gây hại cho mắt, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa ở các cơ thần kinh mắt. Do đó, rau lang còn có công dụng diệu kỳ giúp phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác. 2. Tốt cho phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sau sinh có thể gặp một vài tình trạng như băng huyết hay mất sữa. Băng huyết là một bệnh rất nguy hiểm. Rau lang có thể giúp hạn chế được những tác hại của bệnh này. Khi bị băng huyết, cần cho sản phụ uống một cốc nước ép từ lá rau lang tươi. Cách này đảm bảo an toàn tạm thời cho sản phụ trước khi tới bệnh viện. Với những phụ nữ sau sinh bị thiếu sữa, ăn rau lang nấu canh hoặc xào với thịt, những món ăn có tác dụng kích thích tiết sữa. 3. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Trong rau lang có một dưỡng chất có dược lý tương tự insulin. Chất này có nhiều ở phần ngọn, đặc biệt là ở những loại rau có màu đỏ, tím. Do đó, bạn nên sử dụng rau lang thường xuyên để hạn chế nguy cơ mắc tiểu đường. Chúng cũng có tác dụng điều chỉnh lượng đường huyết trong máu. Khi đường huyết tăng cao, các chất trong rau lang sẽ hạ chúng xuống mức an toàn cho cơ thể. Đây là tác dụng mà khoai lang không có. 4. Hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Tại châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu axit béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzyme khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol. Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglyceride thông qua chất vận chuyển cholesterol và axit béo ở biểu mô. 5. Giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh. Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin K cho cơ thể, trong đó rau khoai lang là nguồn cung cấp dồi dào. Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để giúp đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như làm giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt. 6. Giảm nguy cơ loãng xương. Đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra, khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục. 7. Phòng bệnh táo bón. Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón. 8. Chữa cảm sốt mùa nóng. Nấu rau lang với cải bẹ xanh ăn thay cơm để giúp ra mồ hôi, hạ sốt, giải cảm. Hoặc rau lang khô một nắm, nghệ một củ, giấm 1/2 chén con, sắc uống nóng. Hoặc lấy rau lang tươi luộc chín để xông rồi ăn khoai nóng, uống nước luộc khoai nóng cho ra mồ hôi. 9. Chữa viêm khớp, thấp khớp. Trong rau khoai lang có chứa chất beta-cryptoxanthin. Đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mạn tính như thấp khớp, viêm khớp và còn có tác dụng tăng cường được độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Những người bị đau nhức xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. 10. Trị chứng thận âm hư, đau lưng mỏi gối. Củ và rau khoai lang là vị thuốc phòng chữa thận âm hư đã được dùng từ lâu trong dân gian, có nơi gọi nó là sâm nam. Với công dụng này, bạn dùng lá khoai lang tươi non sắc cùng mai rùa, sắc kỹ lấy nước uống trong thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Một số món ngon, bổ, dễ chế biến từ rau khoai lang. Có nhiều cách chế biến rau khoai lang, ngon nhất và đầy đủ dinh dưỡng nhất là món rau lang xào với thịt hoặc hải sản. 1. Nộm rau khoai lang giòn ngon vừa miệng. Nguyên liệu: ngọn rau khoai lang, thịt ba chỉ, tôm tươi.
khế chua, chanh, ớt, tỏi. Vừng lạc sang vàng. Gia vị, giấm, đường, nước mắm, v.v. Cách làm: sau lang lựa những ngọn mập, non, xanh, ngắt cọng khoảng 5-6cm, rửa qua, ngâm với nước vo gạo, rửa sạch lại lần nữa. Luộc ngọn rau lang đến khi vừa chín tới, thả ngay vào nước lạnh, vớt ra để ráo nước. Tôm tươi cho vào chảo, đun nhỏ lửa cho đến khi cạn nước. Thịt ba chỉ đem luộc chín, thái lát mỏng, ướp cùng giấm. Tỏi ớt băm nhuyễn, khế thái mỏng. Hòa nửa bát con nước đun sôi để nguội cùng đường, giấm, nước mắm, cùng nước cốt chanh, tỏi và ớt đã băm nhuyễn. Nếm thử cho vừa ăn rồi đổ nước mắm đã pha vào cùng rau lang, tôm, thịt, khế, vừng lạc đã phi vàng. Trộn đều tay cho ngấm gia vị. 2. Rau khoai lang xào thịt bò. Nguyên liệu: 2 mớ rau lang, 100-200g thịt bò, 1 nhánh tỏi, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa gia vị, dầu ăn. Cách làm: tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ. Thịt bò thái miếng nhỏ vừa ăn, ướp thịt với chút tỏi băm, hạt nêm, hạt tiêu cùng dầu ăn trong khoảng 20 phút để thấm đều gia vị hơn. Rau lang rửa sạch, có thể ngâm với chút nước muối pha loãng. Cho chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó là cho thịt bò vào xào đến khi thịt bò chín tái. Lưu ý xào với lửa lớn để thịt không bị mất nước và không bị dai rồi cho ra đĩa riêng. Tiếp tục phi thơm tỏi trong chảo, cho rau khoai lang vào xào với lửa to để xanh hơn. Cho tiếp thịt bò vào xào cùng, nêm gia vị cho vừa miệng, để khoảng 2 phút rồi cho món ăn ra đĩa. Cuối cùng, nếu thích, bạn có thể rắc chút hạt tiêu lên trên và thưởng thức ngay nhé. 3. Rau lang luộc. Mặc dù các nghiên cứu để khẳng định các tác dụng đối với sức khỏe của rau lang chưa nhiều để đưa ra khuyến cáo và liều lượng sử dụng an toàn, tuy nhiên, việc sử dụng lá khoai lang là một loại rau cùng các loại rau khác vẫn được khuyến khích. Tuy vậy, nồng độ các chất có hoạt tính sinh học khác nhau giữa lá của các loại khoai lang, thời điểm thu hoạch và cách nấu nướng. Trong đó, luộc và hấp là phương pháp chế biến hiệu quả nhất để duy trì mức polyphenol và hoạt động chống oxy hóa của lá khoai lang. Rau lang luộc rất dễ làm, chỉ cần lấy phần ngọn và lá non của rau lang, rửa sạch sau đó luộc chín. Có thể chấm cùng với nước mắm, nước tương hay chao đều rất hấp dẫn. Những lưu ý khi dùng rau khoai lang: không ăn rau khoai lang lúc đói vì điều đó sẽ khiến lượng đường huyết trong cơ thể giảm xuống thấp hơn. Khi ăn rau khoai lang nên ăn kèm với thịt động vật để cân bằng dinh dưỡng. Không ăn rau khoai lang quá nhiều và quá thường xuyên bởi loại rau này chứa nhiều canxi, dễ gây sỏi thận. Muốn nhuận tràng thì nên ăn rau khoai lang tươi luộc chín, không nên ăn rau khoai lang còn sống vì sẽ có tác dụng ngược, chính là gây táo bón. Khi luộc rau khoai lang để ăn và chữa bệnh, nếu muốn dùng nước thì nên lấy nước thứ hai vì nước thứ nhất thường có vị chát và hăng. Nên ăn rau khoai lang xen kẽ với các loại rau khác, tốt nhất là nên ăn kèm với những thực phẩm có chứa đạm động vật, thực vật để giúp cân bằng thành phần dưỡng chất. Thưa quý vị, rau khoai lang là món ăn dân dã quen thuộc đối với người dân Việt, không chỉ rẻ tiền, ai cũng ăn được, mà đây còn là món ăn giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư. Vậy tại sao chúng ta lại không thường xuyên ăn nó và thêm nó vào thực đơn hàng ngày trong mỗi bữa ăn của gia đình quý vị nhỉ? Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.